Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần. Ngay bây giờ là những thông tin mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn. Những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Làm đẹp da với 5 loại cây nhà lá vườn sẽ đến với quý vị và các bạn trong mục Kiến thức gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh phát động sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Năm 2021, bám sát định hướng hoạt động của Trung ương Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát động các đợt thi đua sâu rộng tới các cấp hội phụ nữ. Với trên 81.000 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, các cấp hội đã tổ chức triển khai cho cán bộ hội viên phụ nữ học tập và đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua được 3.292 cuộc với 98.767 người học tập, trong đó có 85.565 chị đăng ký thực hiện. Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã được các cấp hội cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sôi nổi với nhiều nội dung hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng, ngành nghề và đặc thù của từng vùng miền, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Để đảm bảo tính thiết thực, đồng bộ, hiệu quả, các cấp hội đã chú trọng gắn các nội dung của phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới và việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân phụ nữ vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, trở thành chủ các doanh nghiệp thành đạt, giải quyết việc làm và bảo đảm thu nhập ổn định cho hàng chục lao động. Nhiều chị là cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, nhiều lao động nữ đạt danh hiệu, giỏi việc nước đảm việc nhà. Ngày càng xuất hiện những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua. Nhiều chị em vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương như chị Lưu Thị Xuyên, xóm 2 Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Phát triển kinh tế của gia đình chị là một bước đột phá. Sau nhiều năm trồng lúa, thấy không có hiệu quả, năm 2009, chị đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây thanh long. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội do Hội Phụ nữ tín chấp, chị Xuyên được vay 20 triệu đồng. Có vốn, chị đã trồng thử 50 trụ thanh long. Theo chị Xuyên chia sẻ, thời điểm đó thanh long có giá 45-50.000 đồng một kg. Năm 2013, chị đã mở rộng thêm diện tích trồng trên 400 trụ thanh long. Ưu điểm của cây là sau một năm trồng đã cho quả, mỗi năm ra 6-7 lần quả. Với mong muốn vươn lên làm giàu, chị Xuyên tiếp tục mở rộng thêm diện tích sang trồng đào. Thời gian đầu chị trồng thử 100 cây, mỗi cây đào bán ra thị trường Tết có giá từ 300-500.000 đồng một cây. Đồng thời chị trồng mới 300 gốc đào thế, 10 cây đào thất thốn. Đào thất thốn là loại đào rất kén người chơi bởi giá thành cao. Vào dịp Tết, người tiêu dùng thường lên thuê lại đào để chơi trong những ngày Tết với giá 7-10 triệu đồng một cây. Từ mô hình phát triển kinh tế, chị Xuyên đã trả được nợ ngân hàng, xây dựng nhà cửa khang trang, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Từ cây thanh long thì tôi lại tiếp tục trồng cây đào cảnh. Vì cây đào cảnh thì thị trường cầu của Cao Bằng hiện nay cũng mọi người cũng rất ưa chuộng. Và tôi đã trồng cây thêm cây đào Tết. Lúc đầu thì gia đình tôi cũng chỉ trồng có 50-100 cây thôi. Nhưng mà về sau thì tôi lại thấy hiệu quả cao và thị trường ưa chuộng thì tôi đã tăng lên từ 300-400 hốc. Và nhất là về đào thế, cây đào thế thì đem lại hiệu quả rất cao mà người tiêu dùng cũng rất thích. Cùng với phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, toàn tỉnh xuất hiện hàng ngàn mô hình phát triển kinh tế giỏi, nhiều chị em phụ nữ làm chủ hộ. Mỗi hội viên đều có cách phát triển kinh tế với nhiều cách làm hay, hiệu quả, như chị Lục Thị Dung ở tổ 4, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, từ đam mê với mô hình nông nghiệp hiện đại. Chị Dung đã chọn cây rau mầm là sản phẩm để trồng.
qua một năm phát triển, sản phẩm rau mầm sạch đã có chỗ đứng trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế khá cho gia đình. Nắm bắt được thị trường kinh doanh rau sạch là hướng phát triển rất tiềm năng. Đầu năm 2021, chị đã nảy sinh ý tưởng phát triển mô hình rau mầm bán. Chị đã đầu tư gần 100 triệu đồng để làm nhà, mua khung, giá thể, khay và giống, được trồng với nhiều loại rau khác nhau như rau cải trắng, cải đỏ, rau muống, đậu xanh, đậu trắng, đậu hạ lan, đậu đen. Vừa trồng vừa học hỏi và tìm hiểu trên Internet về các loại hạt giống, xem hạt giống nào sản xuất rau mầm tốt, giá thể nào để trồng rau tốt và an toàn nhất. Từ đó, chị đã có thêm nhiều kinh nghiệm để trồng rau mầm. Trồng rau mầm cũng có nhiều rủi ro. Trồng một hai khay ăn thì rất là dễ, nhưng mà khi mà trồng đại trà, trồng nhiều, nó phụ thuộc rất nhiều về ánh sáng, nhiệt độ, không là nguồn nước. Cho nên là khi mà tôi trồng ấy, có những lúc nó không được thuận lợi. Đấy. Nhưng mà đa số là khi mà mình kiểm soát được rồi ấy, thì là kiểm soát được cây rau rồi thì là trồng nó cũng dễ dàng. Từ thành công mô hình rau mầm, chị Dung cho biết trồng rau mầm đầu tư không quá lớn, thời gian gieo hạt cho các loại rau từ 5 đến 7 ngày là được. Riêng rau muống, hướng dương từ 10 đến 14 ngày thì được thu hoạch, trung bình giá bán từ 60 đến 90 nghìn đồng một kg, tùy giống rau, thị trường đầu ra ổn định. Mô hình rau mầm của chị Dung cho thu nhập mỗi tháng, trừ chi phí còn được 8 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn cung cấp cả hạt giống và giá thể cho người dân có nhu cầu trồng rau mầm tại nhà. Thời gian tới, chị sẽ mở rộng thêm diện tích để trồng rau mầm. Hiện nay, chị đang trồng theo hai hình thái, trồng giá thể và trồng thủy canh, được người tiêu dùng ưa chuộng. Bên cạnh các nội dung phong trào thi đua, hoạt động khởi nghiệp được các cấp hội quan tâm chú trọng và tạo điều kiện để chị em được tiếp cận nguồn vốn. Thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp, phải nói đến chị Hứa Thị Loan ở xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hào Quảng. Thông qua hội phụ nữ đứng ra tín chấp, chị được vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn, chị Loan đã mạnh dạn xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Ban đầu là nuôi lợn nái, sau đó cứ nhân đàn lên. Có thời điểm cao nhất, trong chuồng có gần 100 con lợn thịt. Mỗi năm xuất chuồng trên 10 tấn lợn hơi. Tiếp đó, chị lại đầu tư sang nuôi gà, vịt đẻ trứng. Hiện trong chuồng có gần 500 con vịt, 300 con gà, mỗi ngày cho gần 500 quả trứng. Theo chị Loan, trứng gà vịt được trường học, bệnh viện, người dân quanh thị trấn đặt mua với giá 3.000 đồng một quả. Mỗi năm, gia đình chị thu nhập trên 400 triệu đồng. Có tích lũy, chị đã xây dựng được nhà cửa khang trang, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động trong xóm. Tôi mong muốn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của hội phụ nữ, để qua đó là mở rộng thêm trang trại với quy mô lớn hơn nữa để tạo công việc làm cho chị em phụ nữ trong xóm. Không chỉ làm kinh tế giỏi ở nhiều lĩnh vực, phụ nữ trong toàn tỉnh còn chú trọng chăm lo cho tổ ấm gia đình, tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, phòng chống tệ nạn xã hội từ trong mỗi gia đình. Nhiều mô hình hoạt động có ý nghĩa giáo dục gia đình được phụ nữ tham gia, duy trì và nhân rộng như mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền, hiếu học, yêu thương và chia sẻ, bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Hưởng ứng của vận động xây dựng gia đình 503 sạch và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Có thể nói, phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới đã ngày càng đi vào đời sống và tác động mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Nhiều chị em đã dám nghĩ, dám làm, nhạy bén, nắm bắt đặc điểm lợi thế của địa phương, khai thác tiềm năng sẵn có trong việc kinh doanh dịch vụ, tập trung phát triển kinh tế với nhiều loại hình dịch vụ như là khách sạn, homestay, nhà hàng, ăn uống, cửa hàng tạp vụ, phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa như là chăn nuôi vỗ béo châu bò, lợn, trồng các loại cây ăn quả như là cây cam, cây quýt, hạt dẻ, và nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Có thể khẳng định là phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực và có sự lan tỏa, đã tạo đà cho chúng tôi tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát động thực hiện nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực
góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Trong những ngày này, cùng với cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Các cấp hội đã đổi mới phương thức làm việc, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, triển khai công việc, hướng dẫn, khuyến khích hội viên phụ nữ tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, cập nhật, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh từ các kênh thông tin chính thống lên trang thông tin điện tử của Phụ nữ Cao Bằng, fanpage, Facebook, Zalo của hội. 100% cơ sở hội có hoạt động tuyên truyền, vận động được nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ phụ nữ phục hồi phát triển kinh tế, để động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai các hoạt động tổ chức thăm hỏi, động viên các tổ chốt biên giới đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Các cấp hội cơ sở tổ chức các hoạt động hỗ trợ gói bánh chưng, tặng các phần quà Tết cho các tổ chốt biên giới với tổng kinh phí trên 78 triệu đồng. 100% các cơ sở hội triển khai chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, tích cực vận động cán bộ hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Kết quả, các cấp hội đã ủng hộ được gần 217 triệu đồng, trao gửi các phần quà cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương trong khó khăn chung của tỉnh, nhưng các cấp hội đã luôn nỗ lực không ngừng, tích cực học tập, lao động, sản xuất, khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển chung của tỉnh. Năm 2021 ghi dấu ấn mạnh mẽ là tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đều đạt và cao hơn nhiệm kỳ trước. Đây là kết quả của sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với sự phát triển của phụ nữ và công tác nữ, sự tin tưởng của cử tri dành cho đại biểu nữ và sự quan trọng là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ nữ ở tất cả các cấp. Thì trong lĩnh vực văn hóa xã hội, đặc biệt là trong cuộc chiến chống COVID-19, thì phụ nữ có mặt ở hầu hết các cái đội hình, từ y bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc điều trị bệnh nhân, tham gia các đoàn nhân lực hỗ trợ các tỉnh miền Nam phòng chống dịch, và từ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trạm kiểm soát, khu cách ly, chị em phụ nữ, tổ công tác cộng đồng, đến hội viên phụ nữ đảm nhận gói bánh chưng tặng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhân dịp Tết Nguyên đán, và ủng hộ tiền, vật chất, thực hiện chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, vân vân. Thì trong lĩnh vực kinh tế, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, các mô hình phụ nữ khởi nghiệp đã linh hoạt tìm được cách thích ứng với điều kiện khó khăn của dịch bệnh, tham gia xúc tiến xây dựng thương hiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh. Chị em nữ đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng phát triển kinh tế hộ gia đình với trên 2.000 hộ vay và trên 100 tỷ đồng tiền để vay, thì cho thấy chị em nữ luôn dám nghĩ dám làm, tự tin, luôn nỗ lực vươn lên, duy trì sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi số theo nhu cầu của thị trường. Thì bên cạnh những cái mặt đạt được thì cũng còn băn khoăn nhiều về dịch bệnh COVID kéo dài, phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của chị em phụ nữ, và tình trạng mất việc làm, giảm thu nhập do giãn cách xã hội thì cũng đã ảnh hưởng đến chị em phụ nữ. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của phong trào thi đua, các cuộc vận động, nội dung thi đua hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương phù hợp với đặc điểm vùng miền, các nhóm đối tượng phụ nữ, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của hội viên phụ nữ. Tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc rèn luyện giáo dục phẩm chất đạo đức, tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia thực hiện, góp phần thực hiện vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, với các nguyên liệu cây nhà lá vườn đang là xu hướng của nhiều chị em hiện nay, đây là những phương pháp làm đẹp da an toàn, không tốn nhiều thời gian mà còn đem lại hiệu quả cao. Mục kiến thức gia đình xin đưa ra một số gợi ý sau để chị em cùng tham khảo. Tẩy tế bào chết cho da nhanh nhất bằng bột yến mạch. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy thử công thức làm đẹp da nhanh nhất này. Trộn 2 muỗng cà phê kem tươi có hàm lượng béo cao với 2 muỗng cà phê đầy bột yến mạch. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên da và nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn để lấy đi tế bào da chết và cuối cùng rửa mặt lại thật sạch với nước. Tẩy da chết giúp da trắng mịn với dầu dừa. Vòng đời trung bình của da kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Các tế bào da mới sẽ liên tục được sinh ra để thay thế các tế bào da cũ trong thời gian này. Quá trình được diễn ra từ lớp đáy của da rồi đẩy dần lên đến lớp ngoài cùng. Vì vậy, bạn cần tẩy sạch những tế bào da chết bám trên bề mặt của da định kỳ một lần một tuần. Nếu lớp da này không được làm sạch, sẽ gây bít lỗ chân lông và sinh ra mụn. Để làm đẹp da nhanh nhất với dầu dừa, bạn có thể áp dụng theo công thức đơn giản dưới đây. Chuẩn bị dầu dừa nguyên chất, có thể mua tại nơi uy tín hoặc tự làm đều được, và muối tinh. Cách làm, bạn lấy muối tinh trộn đều với dầu dừa theo tỷ lệ 5-3. Nếu dùng cho toàn thân, bạn có thể lấy lượng nhiều hơn. Sau đó bạn làm ướt mặt, rồi bạn thoa hỗn hợp này lên da và dùng tay massage nhẹ nhàng trong vòng 10 phút. Cuối cùng bạn rửa mặt hoặc tắm lại. Da trắng mịn từ thiên nhiên nhờ cám gạo. Chúng ta nghĩ cám gạo là một thứ nguyên liệu rẻ tiền không đáng quan tâm, nhưng cám gạo có chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin E, canxi, kali, omega 3 nên có khả năng tẩy da chết, làm sáng da hiệu quả. Vậy nên cám gạo đã giúp nhiều phụ nữ lột xác ngoạn mục nhờ chăm chỉ đắp mặt nạ dưỡng da. Đây là một trong những cách làm đẹp da nhanh và hiệu quả. Để làn da trắng mịn với cám gạo, bạn có thể áp dụng theo công thức sau. Nguyên liệu: cám gạo nguyên chất và sữa tươi không đường. Công thức: lấy 3 thìa bột cám gạo trộn với 2 thìa sữa tươi không đường, sau đó khuấy cho thật đều. Cách dùng: đắp hỗn hợp lên da và dùng tay massage nhẹ nhàng theo chiều xoáy ốc trong khoảng 5 phút. Tiếp đó đợi 15 phút để các dưỡng chất có đủ thời gian thẩm thấu vào da, rồi sau đó bạn rửa mặt thật sạch hoặc tắm lại với nước lạnh. Cách sử dụng tỏi để trị mụn hiệu quả và đẹp da nhanh nhất. Bạn đã điều trị mụn bằng nhiều cách mà vẫn chưa giúp bạn cải thiện được tình hình, thì bạn có thể sử dụng tỏi để làm đẹp da nhanh nhất theo công thức sau. Cách làm da sạch mụn: bạn rãi nhuyễn 3 tép tỏi và lọc lấy nước cốt. Tiếp đó, bạn rửa sạch mặt với nước ấm và dùng khăn mềm lau khô. Sau đó, dùng tăm bông thấm nước cốt tỏi và chấm lên những nốt mụn trên mặt. Để khoảng 10 phút, bạn rửa mặt thật sạch với nước ấm lần nữa. Nếu kiên trì lặp lại quy trình trên 2 đến 3 lần trong ngày, thì sau 1 tuần, các vết mụn trên mặt bạn sẽ có dấu hiệu teo nhỏ và giảm hẳn. Vì nhiều lý do tác động mà làn da của chị em ảnh hưởng không ít, vì vậy mà việc chăm sóc da cần phải được chú trọng nhiều hơn. Làm đẹp da và hiệu quả nhất, các chị em nên tìm hiểu về loại da cũng như nguyên nhân gây xấu da để có cách điều trị phù hợp. Và điều quan trọng là phải kiên trì với phương pháp đó để đạt được hiệu quả tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.